em xin kính chào quý khách nha. đây em giới thiệu cho quý khách xem cái bộ thảm lót sàn của xe ở Mitsubishi Outlander dùng cho form từ 2018 đến 2024 hiện nay quý khách nhá. bộ sản phẩm thì cũng có ba cái tấm như thế này, gồm hai hàng ghế trước và một tấm hàng ghế thứ hai. chất liệu thì bằng cao su quý khách nhá, cao su đúc này, đúc nguyên khối, dày đến 1 cm luôn. Đó. bề mặt thì thì nó có các cái vân hình quả chám để là tạo cái ma sát cũng như là lưu trữ lại các cái bụi bẩn nó không bị bay quay trên, trên xe. thì mà sau thì có các cái gai gai niti khách nhé. gai này thì để chống uh, trơn chống trượt khi mình đắp lên xe. nó rất nhiều gai khắp nơi. thì là trên cái thảm sàn thì có in chữ outlander tức là dành riêng cho xe outlander đó. ở đây thì có các cái quy khuy, quy khuy này, này lỗ này để sẽ cắm vào cái uh, để chống uh, trơn trượt. đó. thì là địa chỉ của shop thì ở hai bà trưng hà nội quý khách mua hàng thì có thể qua trực tiếp shop để mua và đặt hàng với khách nhé rồi xin cảm ơn quý khách rất là nhiều